Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với cần câu. Đây, đóng cần câu này. Cho mọi người xem lựa mua nhé. Đầu tiên là một cái cần câu lục. Đây, súp lục nha mọi người. Đấy. Khoan Fuji này. Đấy. Bát Fuji FX7 này. Cần rút nhé. Mắc cái bị bể mắc cái nắp đế vặn chân cần này, về mọi người chế cái nắp su rồi nhé. Nó dài 3m2 này, thu vào là 90 cm, độc của nó là 2,8 ly, cân nặng là 280 g. Đấy, khoan của nó đây. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Còn là số 1, 330. Số 1, 330. Số 2 cũng là cây đấy luôn, nhưng mà cây này thì nhìn nước nó cũ hơn tí nhé. Đấy, nhưng mà được là cái là cây này nó đủ, nó có cái nắp vặn nha mọi người, giá cũng y vậy, 330 nghìn. Đấy, ủa sao cây này đây thì 3 mét ta, cái 3m2, cái 3 mét à. Thử xem nữa, lại cái số 1 nha, đo có nhầm không nhé. Ôi, cái này chắc người ta thay đọt rồi sao, thành ra 32 luôn. Cái này đúng đúng số của nó nè, cái số 1 đúng, cái số 2 đúng số của nó nè. Đấy, khoan Fuji nhé, đọc nguyên 1 2 3 4 lóng. Đấy, đo lại cái này. Dài 3 mét, thu vào 92 cm, độc là 2,6 ly, cân nặng là 300 g. Cái này cây số 2, số 2 cũng 330 nghìn. Số 3, cái cầm súc, cái cần súc bao lục cũng được. Đấy, đai qua cứng 30, dài 39. Đây. Đấy, ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Đấy, khoan Fuji này. Bát Fuji FX7 nhé. Tất cả cần trong video này đều là cần phíp nha mọi người, phíp nhé. Dài 39, thu vào là 1m16, độc 3,2 ly, cân nặng là 560 g. Cây này 400. Cây này cây số 3. Số 3 400. Đấy. Nắp chỗ này chắc nó lỏng, nó sắp tục, người ta quấn bằng keo giữ lại nhé. Tiếp theo số 4 là cây cần cũng súp câu lục cũng được nha mọi người.
Đây, cái chỗ quấn nhựa chỗ này thì nó bị lỏng lỏng rồi nhé. Đấy, lỏng lỏng như thế này. Qua cho mọi người xem luôn. Thông số cây cần này dài 3,9 m này, thu vào là 90 cm, đọt là 3 ly, cân nặng là 440 g. Đấy. Bass Fuji FX7. Đây, NGK nhé. Dàn khoan Fuji. Khoan Fuji còn ok nha mọi người. Dàn khoan còn đẹp nhé. Đấy. Okay. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Năm lóng. Đấy. Mình nói rồi, những cây cần nào nó ghi độ cứng thì mình sẽ đọc độ cứng cho mọi người, còn nó không ghi độ cứng thì mình cũng chịu nhé. Đấy. Như cái này nó ghi gì đây? Rút 39, 5 lóng đây. Không ghi giờ mình cũng chịu, chứ mình không biết án cái độ cứng nha mọi người. Cái này cây số 4 350.000. Số 4 350.000. Số 5. Số 5 là cái cần này, AlphaTac. AlphaTac cây này sản xuất ở China, xuất nhập nha mọi người. Đấy. Cây này dài 4,2 m, thu vào là 97 cm, đọt 2,97 là coi như 3 ly đi. Cân nặng là 520 g nhé. Ngoại hình còn khá ok. Bass Fuji FX7 này. Khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji. Đấy. Khoan thì có khoan này, chỗ này bị đứt này. Đấy, chỉ có khoan này là bị đứt thôi. Còn lại mấy khoan ok. Chỗ này thì về mọi người dán keo AB lại xài vô tư nha mọi người. Dán keo AB lại xài vô tư. Đấy. Xử lý chỗ đó một tí thôi. Đấy. Một lóng, 2, 3, 4, 5, 5 lóng nha mọi người. Cần số 5 350.000, 330.000. Số 5 330.000. Số 6. Số 6 tiếp tục một cây cần súp lục đai hoa. Này. Ok. Cầu dàn khoan trước đi, dàn khoan thì ok rồi. Không vấn đề gì nha mọi người. Đấy, về đánh phát là sáng bóng à. Đây, đọt. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Ba lóng nha mọi người. Cần ba lóng. Đây qua. Đây, bát vặn kim loại. Đấy. Cái này dài 3 m, thu vào là 1,18 m, đọt là 3,2 ly, cân nặng là 560 g. Cái này số 6 350.000. Số 6 350.000. Số 7 tiếp tục là một cây súp cơ lục luôn. À, cứng 25, dài 3,9 m nhé. Cây này thì có 4 lóng. Dàn khoan của nó có cái chỗ này bị đứt này. Đấy, một chỗ ở đây về dán scale lại là ok nhé. Đấy, đọt của nó. Một lóng, 2, 3,
4, đấy, 4 lóng. Dính bụi nhiều nha mọi người, cái này dính bụi nhiều này. Đấy. Bát Fuji FX7 nhá, Fuji FX7. Đấy. Cần dài 3m9, thu vào 1m16, độc 2,5 ly. Cân nặng là 500 g. Đây là cái số 7. 380.000. Số 7 380.000 nha mọi người. Số 8 là một cây cần rút sấp Shimano nha mọi người. Đấy. Cần này thì ngoại hình đây, dài 5m2, 6 lóng này, cân nặng của nó là 560 g này. Thu vào 1m09 này. Đấy. Đọt của nó thì cũng khá nhỏ và cũng dịu nha mọi người. Khá dịu. 1 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người. Ghi là 6 lóng luôn sẵn đấy rồi. Bát FF8 này. Dài 5m2, thu vào 1m04. Đọt là 1,9 ly, cân nặng 600 g. Đấy. Đây là cây số số 8 300 nha mọi người. Số 8 300. Số 9 là một cây cần Olympic dài 4m4. Ui, cái cần này mình chưa đo luôn mọi người. Đấy, cây này rất là đẹp. Này nó có đẹp luôn. Đẹp dùng mới sưu tầm luôn mọi người. Sưu tầm luôn. Đẹp mới căng luôn. Đây, như này. Đấy, bát Fuji FX7. Thử xem cái này dài bao nhiêu mét nhá. Ghi 44 đây, mình đo cho đúng mét luôn cho mọi người nhé. Đọt này. Đọt khá là dịu nha mọi người. Đấy. Đúng 44 luôn rồi ra. Đấy, 44 thiếu xí, thiếu khoảng cỡ 2-3 phân nha mọi người. Thiếu khoảng cỡ 2-3 phân này. Cái đầu u này. Đấy. Ok, 44. Cái này nặng khoảng cỡ 250 g thôi nha mọi người. Nặng khoảng 250 g thôi. Này. Thu vào của nó khoảng cỡ 75 cm, khoảng 0,75. 0,75. Nặng thì trên dưới 250 g, trên dưới 250 g. Đấy. Cái này đẹp. Cái này cây số 4 6, 6, 6. Số 9 400 nha mọi người. Số 9 400. Cái này mới đẹp ghê gớm luôn. Đấy. Như là 99% luôn á. Có cái bọc nữa, rất là đẹp. Số 10 là một cây ISO. Cây này thì cũng bị vỡ mất cái nắp vặn chân cần rồi. Cây này chắc bị gãy một đoạn đọt nha mọi người. Gãy đoạn đọt khoảng cỡ gần 20 phân. Nó đúng ra nó dài 6m3 nhưng mà giờ chỉ còn 6m1 thôi. Thu vào 1m nè. Đọt là 1,9 ly. Cân nặng là 480 g. Đấy. Nó đây.
này, cần này của Ibesu nội địa Nhật luôn nha mọi người. Khoan của nó đó, nó bị gãy khoảng cỡ 15-20 phân nên thành ra nó rớt luôn mấy cái khoan đầu chỗ này đây người. Đây này, người ta đã thay cái đầu bộ khác luôn cho mình rồi. Đấy, một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu, bảy lóng nha mọi người, bảy lóng. Cây này 400, cây này số 10, số 10, 400 nha mọi người. Số 11 là một cây súp đai hoa nhé, súp đai hoa, nó cũng hơi bị mờ rồi nhưng mà đai hoa đây. Cứng 15 dài 24. Đấy, cứng 15 dài 24, khoan của nó đây. Đấy, dàn khoan này như không nguyên bản không phải của nó. Người ta thay dàn khoan rồi nha mọi người. Đấy. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng. Thân nó nhỏ thôi nha mọi người. Thân nó thì nhỏ thôi. Đây. Cỡ ngón tay mình á. Dài 24, thu vào là 91 cm, đọt 2,6 ly, cân nặng 210 g. Cái này cái số 11, giá 200, 11, 200 nha mọi người. Đi ra 12 là cái này. Đấy, nhắc đi nhắc lại video này mình toàn cần phíp thôi nha mọi người. Đấy, Fuji FS6 này, cần này dài 4,5 m ISO nha mọi người, cần ISO 4,5 m. Thu vào là 1,02 m, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 310 g. Đấy, khoan ISO đây, có cái đầu bu của nó bị mắc đá nha. Cái đầu bu bị mắc đá nha mọi người, đầu bu bị mắc đá, về mọi người thay cái đầu bu đi. Một lóng, hai, ba, bốn, năm lóng tất cả nha mọi người. Đấy, 4,5 m dài, thu vào 1,2 m, cân nặng 300 g. Cây này cây số 12. 12, 330, 12, 330 nha mọi người. Mười ba là một cái cần đai hoa PG nha mọi người, PG. Đấy, bát FX7 dài 5,4 m, thu vào 95 cm, đọt 2 ly, cân nặng là 510 g, giá là 400. Đây, dàn khoan của nó đây. Đây, đầu bu có vẻ thay cái đầu bu khác này, bung đầu bu thay đầu bu khác rồi. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy lóng rồi, bảy lóng.
Vải lóng. Cây này cây số 13. 13 400. Tiếp tục một cây Daiwa. Đấy. ISO Daiwa nha mọi người. Đấy. Coi dàn khoan của nó này, đầu bu này, thay rồi này. Đấy. Khoan của nó đây. Đầu bu bị thay rồi nhá. Uống cái đầu bu cho mọi người, uống cái độc cho mọi người xem. Một lóng này. Hai này. Ba này. Bốn này. 5 6 này. 6 lắm nhé. Đấy, nó thay luôn hai cái khoang chỗ này là khoang không đá chứ không phải là mắc đá nha. Khoang này khoang kim loại luôn nhé. Đấy. Bát Fuji à quên. Bát này không phải Fuji, bát này là FK FX7 nhé. Cần này dài 4m6, thu vào là 95 cm. Đọc là 1,9 ly, cân nặng 360 g. Cây này số 14. Số 14, 380 nghìn. Đây. Cũng cây ISO 4,5 m, Made in Korea xuất nhật nhé. Đây, dàn khoan Fuji. Còn đẹp nha mọi người. Đấy. Ok. Một lóng. Hai. Ba. Bốn. Năm lóng nha mọi người. Năm lóng tất cả. Bát Fuji FX7 này. Cần dài 4,5 m, thu vào 1,02 m. Đọc là 2,1 ly, cân nặng là 280 g. Cái này cái số 15. 15 370 nghìn. Mười sáu đây. Cây Tsunami 4,5 m, ISO luôn nha mọi người. Đây, dàn khoan Fuji của nó đây. Đấy, dàn khoan còn ngon nhé. Đấy. Một lóng. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm lóng nha mọi người. Fuji FX7. Cần là dài 4,5 m, thu vào 1,02 m. Đọt là 2 ly, cân nặng là 310 g. Giá của nó là 370 nghìn. Cây này cây số 16. 16, 370 nghìn. Số 17 là cần ISO 3,6 m nhé. ISO 36 thân nhỏ. ISO 36 thân nhỏ lóng dài nha mọi người. Đây. Cái này là để giữ cái đọt cho nó đỡ gãy đầu nha mọi người. Đây, mình cứ để đây luôn nhé. Lái ra thì mọi người lái ra bình thường thôi. Đây. Bung cái này ra lái ra nhé. Ok. Mình để ra như thế này mình uống cho mọi người xem nhé. Đấy. Ok. Một lóng, hai lóng. 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Đấy, dàn khoan còn ok nhé. Đây, bát gì đây. Hàn hấp 6B gì đây. Đấy. China, cái này China xuất nhật nhé. Dài 3,6 m, thu vào là 1,03 m. Đọc là 1,9 ly, cân nặng 180 g. Ủa cái này nó nhẹ ghê ta. Ok.
cây này cây số 17. Đây. 18 cũng là cái cây y cây số 17 luôn. Đây. Đây. Cũng có cái đồ giữ độc cần đây luôn. Cái này giữ hai cái đỡ. Ui. Ô. Nên nó sổ mất các mọi người ơi. Sổ mất cái đầu bu rồi. Đây. Sổ mất cái đầu bu mất rồi. Ok, mình sẽ lấy băng keo mình dán lại đây cho mọi người nha. Để mọi người tự xử lý hoặc là thay đầu bu đi. Thay cái đầu bu này đơn giản mà. Đấy. Sổ luôn cái đầu bu. Mai sổ trước cho mọi người. Sổ ra nữa mất công. Đấy, mình cứ cột ra. Về mọi người hàng được thì hàng. Mọi người có hàng thì hàng. Tháo cái chui ra hàng được thì hàng. Không hàng được thì mọi người thay cái đầu bu đi giúp mình nha. Đấy. Mình cứ dán mình để. Cái này thì khó thu quá nha. À, mình cứ để đây, mình dán ở phía bên này dán khỏe. Ok. Cái này cái số 18. 18. 18. Cái này mình bán 240.000. 240 về cho mọi người thay cái đầu bu nha. Đấy. Số 19. 19 là một cây cần rồi cái cần ISO Ryobi. Chờ một tí nha, gắn lại cái đầu cho cái. Đấy. 19 là một cái cần ISO Ryobi nhé. Đấy. Fuji FS6 nhé. Đấy, cái khoan này. Ok. Khoan này. Ờ, sớm đi. Như cái đầu khoan này bị thay hai cái khoan với một đầu bu rồi. Nhưng mà đầu bu này đầu bu không đá nha mọi người. Chứ không phải là đầu bu có đá đâu. Đầu bu này không đá. Nó là kim loại trơn. Chạy cước trên đây kim loại luôn nhé. Đấy. Lấy nát vào ghê sợ. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. ISO, cái này mình đo dài 3 mét, thu vào là 86cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 140g, 140g. Đấy. Cái này cây số 19. ISO này mà về mọi người cao như kiểu cần tay máy phụ cũng được nhé, đọc mảnh. Tiếp theo đây, cái cuối cùng của video này cũng là một cái cần ISO dài 2m6, thu vào là 98cm, đọc 0,8 ly, cân nặng 120g, giá 230.000. Đây, khoan của nó này. Nó cũng có thay mấy cái khoan rồi nhé, hai ba cái khoan gì không đá này. Chắc đầu bu nó bị gãy khoảng 10 phân chứ đúng ra chắc cần phải 2m7. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Đấy, nhỏ nhắn xinh xinh.
Đấy, làm cầm tay máy phụ cũng được, tùy mọi người nha. Bát FS6 này, bát tự cột này. Đấy, cái này giống cầm tay chế thành cầm ISO ấy. Đây này, cây số 230 nghìn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code. Và hàng mình gửi đi thì mọi người được phép mở hàng ra xem hàng, kiểm tra rồi mới nhận hàng trả tiền nha mọi người. Nên mọi người vui lòng dành chút thời gian để kiểm tra hàng cẩn thận giúp mình xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Đấy, kiểm tra thật kỹ với mình, có gì thì báo với mình để đôi bên cùng phối hợp giải quyết. Còn không á là mọi người đừng có nhận hàng bừa. Đấy, xong rồi báo cho mình là bị này bị kia, lúc đó mình sẽ không giải quyết đâu nha mọi người. Đấy, lúc đấy là rất phiền phức bên vận chuyển bằng đồ nữa, mình sẽ không giải quyết những cái vấn đề đấy nữa. Đấy, mọi người thông cảm nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.